Trên thế giới ngày càng nhiều lo ngại về việc chuyển giao quyền lực ở Mỹ Trung Quốc giận dữ với ông Joe Biden về quần đảo Senkaku Tại Việt Nam, Hà Nội đổ chất thải trên đại lộ Thăng Long, lãnh phạt hơn 600 triệu đồng Lãng Sơn bắt giữ 40.000 con da cầm từ Trung Quốc, sắp tuồn ra thị trường Đồng Nai phát hiện hội thảo giới thiệu sản phẩm chức năng sai quy định Ngân hàng Thế giới kêu gọi Việt Nam hành động trước các rủi ro thiên tai. Cục hàng không cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay trong bối cảnh dịch bệnh. Phương Thùy xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tin tức 24 giờ và sau đây sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo hiến pháp Mỹ thì ngày 20 tháng 1 là tổng thống của nhiệm kỳ mới phải nhận chức. Hiện tại thì ông Joe Biden đã vượt số phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành tổng thống tân cử, nhưng theo bộ tư pháp và tòa án thì một số nơi có gian lận và đang điều tra. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chưa chịu nhận thất bại. Điều này đang gây ra nhiều lo ngại khi cột mốc 20 tháng 1 đang ngày càng đến gần. Ông Joe Biden trên lý thuyết đã là tổng thống tân cử. Và hiện tại thì Đảng Dân chủ đang giáo giết cho thành lập chính phủ mới, lắp ráp các vị trí chủ chốt trong nội các. Và bên cạnh đó thì ông Biden cũng tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao quốc tế. Trong một cuộc gọi cho Giáo hoàng Francis vào tuần trước thì ông Biden cam kết sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế về biến đổi khí hậu và vấn đề người di cư. Trước đó một ngày thì ông Biden cũng có những cuộc gọi với lãnh đạo các nước Nhật, Hàn Quốc và Úc. Tất cả các hoạt động đều cho thấy ông Joe Biden và Đảng Dân chủ đang nghiêm túc chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống tuy nhiên ở chiều ngược lại thì tổng thống đương nhiệm donald trump vẫn chưa có dấu hiệu công nhận chiến thắng của ông joe biden cũng như từ chối mọi yêu cầu làm việc để chuyển giao quyền lực cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp hoa kỳ gsa cũng từ chối công nhận ông biden thắng cử tất cả những điều này đang đặt ra một bài toán khó cho nước mỹ làm nhiều người lo lắng về nguy cơ đang ngày một lớn dần về khả năng sẽ có một cuộc tranh giành quyền lực trong một động thái có thể giảm căng thẳng giữa ba cường quốc Đông Bắc Á cũng như hướng tới một khu vực châu Á-Thái Bình Dương thương mại tự do. Nhà chức trách Hàn Quốc và Trung Quốc cho biết họ có thể xóa bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa của Nhật Bản như là rượu hay là bánh scallop. Trong cuộc họp các đối tác thương mại vùng RCEP gồm 15 quốc gia ở châu Á vào ngày 15 tháng 11 vừa rồi, nhiều mặt hàng hứa hẹn sẽ được giảm giá thuế trong thời gian tới. Indonesia cam kết sẽ xóa bỏ thuế với thịt bò Nhật Bản. Nhiều quốc gia cam kết xóa bỏ thuế với mặt hàng rau đông lạnh của Trung Quốc. Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ xóa bỏ nhiều loại thuế nhưng giữ lại đối với các lĩnh vực quan trọng nhằm bảo vệ các ngành nội địa như là gạo, thịt bò, thịt lợn và bơ sữa. Các cuộc đàm phán của ACEP vẫn tiếp tục về việc giảm thuế với các sản phẩm như là phụ tùng ô tô, thép và hóa chất. ACEP gồm 10 quốc gia Đông Nam Á, cộng với đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand. Thưa quý vị, trong một cuộc điện đàm mới đây giữa ông Joe Biden và thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, lãnh đạo tân cử của nước Mỹ đã tái cam kết bảo vệ quần đảo Senkaku trước bất kỳ một cuộc xâm lấn nào từ bên ngoài. Động thái trên ngay lập tức khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Ông Biden dẫn chứng điều năm của Hiệp ước An ninh Mỹ Nhật, trong đó quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi bảo vệ của liên minh và quân đội Mỹ sẵn sàng được triển khai tới đó khi có yêu cầu được biết hiện tại thì Nhật Bản kiểm soát quần đảo này nhưng từ khi các nghiên cứu cho thấy bên dưới đáy biển trong khu vực có thể có nhiều dầu khí và khoáng sản thì Trung Quốc cũng bắt đầu tuyên bố chủ quyền của mình. Sau đề cập của ông Joe Biden thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã lập tức lên tiếng phản đối và tái khẳng định Senkaku là lãnh thổ của họ. Ông Vương cũng gọi Hiệp ước An ninh Mỹ Nhật là sản phẩm lỗi thời của chiến tranh lại. Mời quý vị đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, theo thông tin từ công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký quyết định xử phạt trên 600 triệu đồng đối với tài xế và các đơn vị liên quan đến vụ hai ô tô đổ trộm chất thải trên đại lộ Thăng Long. Trước đó, ngành chức năng đã bắt quả tang đối tượng Trịnh Văn Quyền, sinh năm 1985 ở huyện Đan Phượng, đang đổ chất thải xuống bãi đất ven đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn huyện Hoài Đức. Và Nguyễn Bá Minh, sinh năm 1994 ở huyện Ba Vì, cũng đang điều khiển xe đổ chất thải bể phốt trên đại lộ Thăng Long. Qua làm việc thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quý quyết định xử phạt với lái xe quyền mức phạt là 16,4 triệu đồng, lái xe Minh là 8,9 triệu đồng. Đồng thời doanh nghiệp chủ sở hữu ô tô cũng bị tịch thu phương tiện, tổng hình phạt là 615,3 triệu đồng cũng tại Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hiền 35 tuổi và Nguyễn Hữu Nam 31 tuổi, cùng chú tại huyện Thanh Trì để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Và trước đó thì hai đối tượng này đã trộm cắp hai xe máy ở chung cư Hemisco và năm xe máy khác tại địa bàn các quận Hà Đông, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Hiện ngành chức năng đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong tuần qua, tin tức thượng úy công an Nguyễn Tuấn Minh 30 tuổi hy sinh khi giải quyết xô xát đã khiến mọi người không khỏi tiếc thương. Và tại buổi lễ truy điệu anh Minh vào sáng ngày 12 tháng 11, công an tỉnh Hà Nam đã công bố quyết định truy thăng hàm của anh lên đại úy ngoài ra công an tỉnh Hà Nam đang đề nghị công nhận liệt sĩ và xem xét hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Tuấn Minh trước đó khoảng hơn 13 giờ ngày 10 tháng 11 anh Minh và một công an được lãnh đạo công an xã Đạo Lý huyện Lý Nhân cử đi ghi nhận vụ sâu sát ở xưởng mây đến hiện trường thấy hai nhóm người đang dùng cuốc, xẻng, dao đánh nhau thượng úy Minh yêu cầu hai bên về trụ sở công an xã nhưng các đối tượng vẫn rất kích động trong nỗ lực bắt giữ Nguyễn Văn Côn, 41 tuổi đã ngăn cuộc ẩu đả anh Minh bị người này đấm liên tiếp vào bụng sau đó thượng úy công an đã đã tử vong do vỡ lá lách trái gây mất máu. Công an đã tạm giữ cùng và hai người khác để tiếp tục điều tra. Được biết, anh Minh chỉ vừa chuyển về công an xã Đạo Lý từ ngày 15 tháng 9. Anh đã lập gia đình chưa có con. Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lê Xuân Thảo, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Vinh, Ngô Văn Lưu, nguyên trưởng thôn Quý Vinh và Ngô Văn Dũng, nguyên cán bộ địa chính xã Hà Vinh, huyện Hà Trung về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó thì trong năm 2013 thì lợi dụng chức vụ của mình, các đối tượng đã phối hợp lập hồ sơ khống hơn 3000 m2 đất gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm triệu đồng. Do đó hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Xuân Thảo 9 tháng tù giam, Ngô Văn Dũng 7 tháng tù giam và Ngô Văn Lưu 5 tháng tù giam. Cũng tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua thì cảnh sát giao thông tỉnh này đã phát hiện xử lý hơn 200 người sử dụng giấy phép lái xe giả. Theo đó, đội cảnh sát giao thông huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều giấy phép lái xe giả được làm theo mẫu mới, phôi giấy được làm rất tinh vi. Chủ các phương tiện sử dụng giấy phép lái xe giả khai nhận đã mua bằng lái này trên các trang mạng xã hội và khi mua chỉ cần ảnh chứng minh nhân dân, tiền đặt cọc, khoảng 2 tuần sẽ nhận được giấy phép lái xe giả qua đường bưu điện. Hiện đội cảnh sát giao thông công an huyện Quan Sơn và các đơn vị chức năng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả này. Vừa qua tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hùng sinh năm 1987, trú tại quận Long Biên, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó thì Hùng đã bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền để xin cho các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn để được xét tuyển biên chế vào ngành công an. Tại cơ quan điều tra thì đối tượng khai nhận đã đưa tiền cho các cán bộ thuộc phòng tổ chức cán bộ công an thành phố Hà Nội để hoàn thiện hồ sơ và đã xin chuyển vùng thành công trong 11 trường hợp, thu lời hàng tỷ đồng. Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã chặn đứng một phương tiện vận chuyển 40.000 con da cầm nhập lậu trên tuyến quốc lộ 4B, địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Số gà giống trên ở độ tuổi 5-7 ngày do lái xe Trương Quang Huấn sinh năm 1985 vận chuyển. Qua làm việc, thì Huấn khai nhận đã được một đối tượng thuê và không biết về thị trường tiêu thụ ở lô hàng. Ước tính thì lô hàng này có trị giá hơn 540 triệu đồng. Thưa quý vị, việc buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm giống qua biên giới đang có chiều hướng gia tăng, nhất là những tháng cuối năm và giáp Tết. Điều này làm tăng nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm như là bệnh cúm AH5N1, cúm AH7N9 và làm ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi gia cầm của nước ta. Do đó, các cơ quan quản lý thị trường đang tăng cường thanh kiểm tra xử lý triệt để hành vi vi phạm này. được biết đến là một địa điểm du lịch nổi tiếng sầm uất nhưng suốt một tháng qua mưa lớn làm mực nước trên sông Thu Bồn dâng cao khiến phố cổ Hội An chìm trong biển lớn. Theo đó, nước lũ dâng khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm phố cổ minh mông nước, đặc biệt tuyến đường Bạch Đằng nằm trải dài men theo bờ sông Hoài, mực nước đo được lên hơn 1 mét. Từ đầu năm đến nay, thì phố cổ Hội An hứng chịu tổng cộng 7 đợt lũ. Chủ các cửa hàng và người dân cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để sẵn sàng chạy lũ vừa qua bộ giao thông vận tải đã phát hiện nhiều tồn tại sai phạm trong khi thanh tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoạt động của bến xe ô tô khách tại hai tỉnh tây ninh và gia lai theo đó, một số tồn tại điển hình như bãi sân tập thiếu biển báo hiệu và bố trí sát với phòng học chuyên môn, không được rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông khi dạy thực hành lái xe, nội dung chương trình đào tạo chưa phù hợp, thông tin giáo viên giảng dạy hoặc số học viên tốt nghiệp chưa đúng quy định, một số cơ sở đào tạo không có kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa phương tiện theo quy định. Trước những sai phạm trên thì thanh tra Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hai địa phương trên tổ chức rà soát hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và kịp thời xử lý. Cục Quản lý thị trường Đồng Nai phối hợp cùng các lực lượng công an trên địa bàn đã phát hiện một cơ sở không có giấy phép kinh doanh đang giới thiệu thực phẩm chức năng cho người lớn tuổi tại tổ 10 khu phố 3 phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thái Dương đang giới thiệu sản phẩm cho chế độ ăn đặc biệt mang nhãn hiệu Hồng Sâm Ngọc Linh Đông trùng hạ thảo. Tại thời điểm kiểm tra, hơn 20 khách hàng đa phần là các cụ già lớn tuổi đang ngồi nghe quảng cáo sản phẩm. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Thái Dương cũng không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, các giấy tờ liên quan đến hoạt động giới thiệu sản phẩm, không niêm yết giá bán hàng theo quy định. Hiện, Lực lượng Chức năng đã tiến hành niêm phong tạm giữ 150 hộp sản phẩm để lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, tỉnh Đắk Nông vừa công bố tổ chức lễ hội văn hóa Thổ cẩm Việt Nam lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 tại thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông và tại một số điểm danh lam thắng cảnh du lịch, điểm di sản văn hóa trên địa bàn các huyện, thành phố. Và đáng chú ý thì ngày khai mạc lễ hội có lồng ghép lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với nhiều hoạt động đặc sắc. Lễ hội còn góp phần bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam, tạo không gian giao lưu văn hóa các dân tộc, các vùng miền trong cả nước. Vừa qua một nam hành khách la hét có bom trên chuyến bay khiến chuyến bay của hãng hàng không Pacific Airlines từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm ngừng để kiểm tra an ninh an toàn. Theo đó hành khách này đã có biểu hiện tâm lý bất thường sau khi tất cả hành khách đã lên máy bay, tổ bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành vụ việc khiến tất cả các hành khách cũng được đưa trở lại nhà ga để tiến hành kiểm tra an toàn an ninh đối với các hành lý, hành khách và tàu bay theo quy định, riêng nam hành khách được đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn. Trong thời gian xử lý sự việc thì Pacific Airlines đã điều động một máy bay khác và tổ bay dự phòng thực hiện chuyến bay. Hiện nay thì cơ quan chức năng tại sân bay nội bài vẫn đang tiếp tục xử lý với nam hành khách này. Thành phố Hà Nội vừa đề ra kế hoạch trước năm 2025 sẽ xây dựng đường gom, hàng rào và các công trình phụ trợ, trong đó thì hoàn thành xây dựng hệ thống đường gom dài 15.776 km và xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại, xóa bỏ vị trí đường sắt chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia tại 207 vị trí. Trước mắt thì năm nay thành phố sẽ thực hiện hàng loạt giải pháp giảm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt đối với lối đi tự mở. Hết năm 2020 thì sẽ xóa bỏ các lối đi tự mở trên địa bàn khu vực đông dân cư thuộc các đoạn đường sắt có tốc độ và mật độ chạy tàu cao. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý Dự án 7 thuộc Tổng cục Đường bộ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu nối Trà Vinh với Sóc Trăng và dự kiến đến cuối năm 2022 thì công trình sẽ được khởi công và hoàn thành sau 48 tháng. Cầu Đại Nghĩa sẽ là cầu dây văng thứ ba bắc qua sông Hậu, qua cầu Cần Thơ và Vàm Cống. Dự án sẽ giảm đáng kể áp lực giao thông cho quốc lộ 1, tạo sự kết nối thuận tiện giữa các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn cự ly từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng tới thành phố Hồ Chí Minh khoảng 80 km. Công trình dài hơn 15 km, trong đó phần cầu dài gần 3,5 km. Cách đây 5 năm thì cầu Đại Nghĩa từng được khởi công với kinh phí là 5.800 tỷ đồng bằng vốn BOT và ngân sách nhà nước. Nhưng do khó khăn về nguồn vốn, nhà đầu tư nên công trình đã bị đình trệ. Đến cuối năm 2019 thì dự án được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư mới theo nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Giai đoạn 1 dự án có kinh phí đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, gồm vốn vay ODA hơn 7.000 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của chính phủ. Tại hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng phòng hộ năm 2020 vừa diễn ra, các chuyên gia nhận định những khu rừng nguyên sinh còn nguyên của nước ta chỉ còn 0,25%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn toàn quốc, hiện có khoảng 4,64 triệu hecta rừng phòng hộ, trong đó có 3,95 triệu hecta rừng tự nhiên, 0,69 triệu hecta rừng trồng, và hiện chất lượng rừng tự nhiên chưa đạt yêu cầu phòng hộ và ngành lâm nghiệp cũng như toàn xã hội phải đầu tư nhiều hơn để rừng có thể duy trì và phát triển đạt yêu cầu phòng hộ. Nếu có rừng tự nhiên che phủ, 90% nước rơi xuống không chảy tràn trên mặt nữa mà thấm sâu dưới đất, do đó sẽ giảm nhẹ thiệt hại cho người dân trong những đợt thiên tai, mưa lũ. Các chuyên gia cho biết cần tăng cường bảo vệ rừng tự nhiên bởi giữ 1 hectare rừng tự nhiên có giá trị tương đương phát triển là 5-10 hectare rừng trồng. Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo về rủi ro do thiên tai ở khu vực ven biển miền Trung Việt Nam, từ đó kêu gọi chính phủ Việt Nam phải hành động ngay để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, các thảm họa thiên tai ở Việt Nam như lũ lụt ngày càng xảy ra thường xuyên, trong khi đó ngày càng có nhiều người đến định cư ở các khu vực có rủi ro cao vì có nhiều hoạt động kinh tế diễn ra ở các khu vực duyên hải hơn như du lịch ven biển, do đó khả năng nền kinh tế phải chịu tác động từ rủi ro này cũng tăng theo. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, hiện chính phủ Việt Nam đang thực hiện quản lý rủi ro thiên tai khá ấn tượng, tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ đáng lo ngại, bao gồm khoảng 12 triệu người phải đối diện với mối đe dọa từ lũ lụt Ngoài ra, khảo sát hệ thống đê biển Việt Nam trải dài hơn 2.000 km cho thấy khoảng 2 phần 3 hệ thống đê biển không đạt tiêu chuẩn an toàn mà chính phủ đề ra. Vì vậy, Việt Nam cần có hành động khẩn cấp để bảo vệ những thành quả phát triển đã có và để bảo đảm sự phát triển bền vững trong tương lai. Thưa quý vị, thời điểm này thì một số tỉnh thành trên cả nước đã xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi và mới đây thì xã Tân Thới, huyện Tân Phú, Đông của tỉnh Tiền Giang cũng đã công bố dịch này với khoảng 20.000 con heo đang có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Địa phương đã và đang triển khai thực hiện các biện pháp phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh để tránh lây lan sang các khu vực lân cận. Mời quý vị chuyển sang trùm tin bất động sản liên quan đến lùm xùm đấu giá dự án khu dân cư Hòa Lân ở tỉnh Bình Dương. Ủy ban nhân dân quận 7 vừa hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm chuyển dịch đối với dự án khu dân cư Hòa Lâm ở Bình Dương. Dự án do công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Mộ Anh chúng đấu giá với mức giá là 1.300 tỷ đồng. Cùng với hủy quyết định cấm trên thì hội đồng xét xử tòa án nhân dân quận 7 cho rằng không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu hủy kết quả đấu giá dự án khu dân cư Hòa Lân của nguyên đơn công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Thiên Phú. Và điều này đồng nghĩa công ty Thiên Phú phải chịu toàn bộ chi phí án phí là hơn 2 tỷ đồng. Tình trạng xây dựng khu dân cư tự phát trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang ở mức báo động. Đây là cảnh báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong một báo cáo mới đây. Trên địa bàn tỉnh có đến 16 trường hợp người dân tự ý phân lô đất nông nghiệp thành nền để xây dựng khu dân cư tự phát với diện tích hơn 63.000m2. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính quyền địa phương đồng ý tách thành 587 thửa đất để chuyển nhượng hoặc xây nhà thay vì xử lý khu dân cư tự phát. Thành phố Bạc Liêu là nơi có khu dân cư tự phát nhiều nhất của tỉnh, với diện tích hơn 51.000m2. Bên cạnh tình trạng loại khu dân cư tự phát, trên địa bàn tỉnh còn nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng không thực hiện quyết định nộp phạt. Chủ đầu tư công trình 8B Lê Trực cho biết sẽ giúp sức hoàn thiện dự án theo hướng dẫn của sở ngành để bàn giao nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán, giúp họ ổn định sinh sống sau hơn 5 năm. 8B Lê Trực là dự án gây bức xúc cho nhiều hộ dân ở Hà Nội suốt hơn 5 năm qua. Từ tháng 9 năm 2015, dự án bị thanh tra về việc chấp hành quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng. Sau đó thanh tra công bố 8B Lê Trực có nhiều sai phạm về khoản lùi, giật cấp, chiều cao. Từ tháng 11 năm 2015, chính quyền đã cưỡng chế phá rỡ phần vi phạm. Đến nay thì công trình còn 17 tầng và tung thang. Riêng tầng 18 có một phần được giữ lại để đảm bảo an toàn kiến trúc, được chủ đầu tư chỉnh trang lại cho phù hợp với cảnh quan chung. Tổng giám đốc công ty cổ phần May Lê Trực cho biết, họ đang cố gắng bàn giao nhà cho nhân dân ăn Tết nguyên đán năm nay nhưng tiến độ còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn thành phố. Trong khi đó thì lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ba Đình nêu rõ, việc hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng sớm hay là muộn phụ thuộc vào chủ đầu tư có thực hiện đúng cam kết hay không. Thưa quý vị, năm 2007 thì Việt Nam bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng khi nhóm từ 14 đến 60 tuổi chiếm trên 2/3 và đến năm 2019 thì tỷ lệ này xấp xỉ 70%. Con số này là cơ hội để phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Tuy nhiên thì theo tính toán, đến năm 2038 sẽ hết thời kỳ dân số vàng và Việt Nam sẽ là một trong những nước già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Do đó, trong tình hình hiện nay, công tác dân số của Việt Nam đang đặt ra nhiều thách thức mới, nhất là khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn cao, tốc độ già hóa dân số nhanh. Đến năm 2049, thì tỷ lệ người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 25% dân số, tức là cứ 4 người dân thì có một người cao tuổi. Vừa qua, Thủ tướng đã ra quyết định số 588 yêu cầu điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Do đó, các địa phương phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân số trong tình hình mới để có kế hoạch can thiệp điều chỉnh. Thưa quý vị, mấy ngày qua thì mạng xã hội xôn xao về trường hợp một em bé đã bị ngộ độc cây kim tiền phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Và đáng nói thì đây không phải là lần đầu tiên có trẻ em ngộ độc vì cắn phải là cây kim tiền này là một loại cây cảnh được ưa thích và được trồng ở nhiều gia đình. Thế nhưng cây kim tiền người dân cần hết sức cảnh giác, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ, bởi nhựa trong thân và lá cây kim tiền rất nguy hiểm nếu nuốt phải sẽ gây ngộ độc. Các nhà khoa học thuộc Đại học Benjin của La Uy đã phát hiện độc tính của cây kim tiền có tên khoa học là Z-Jamifolia. Ngoài ra trong thân lá cây kim tiền có chứa nhiều tinh thể canxi oxalate. Chất này sẽ gây kích thích các phần da mỏng, nhạy cảm như niêm mạc môi, lưỡi, mang nhầy trong họng với liều lượng lớn chất canxi oxalat sẽ gây nên trạng thái nôn nao khó chịu có thể dẫn tới khó thở và nặng hơn là có thể dẫn tới co giật hôn mê. Thưa quý vị, mới đây cục hàng không đã đề nghị bộ Công an vào cuộc xác minh xử lý tình trạng lừa đảo bán vé cho hành khách trên các chuyến bay thương mại quốc tế về Việt Nam, trong khi nhà chức trách hàng không không cấp phép cho các chuyến bay này. Cục Hàng không khẳng định không cấp phép cho hãng hàng không nào thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước như quảng cáo của một số hãng hàng không nước ngoài. Trước đó, công dân Việt Nam đã phản ánh tình trạng xuất hiện nhiều lời mời mua vé về nước. Theo Cục Hàng không, thông tin về việc bán vé cho các chuyến bay đưa công dân về Việt Nam là có dấu hiệu lừa đảo hành khách trong bối cảnh dịch COVID-19. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết hãng cũng phát hiện một số đối tượng mạo danh là đại lý ở nước ngoài để chào mời công dân Việt Nam thu hàng chục triệu đồng. Do đó cục hàng không khuyến cáo công dân Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên theo dõi thông tin trên cổng thông tin điện tử của cục lãnh sự Bộ ngoại giao, Bộ giao thông vận tải, cục hàng không của các hãng hàng không để nắm được thông tin chính thức. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau.